những người nào mà nghe được nhớ nè, dù bây giờ sanh con nuôi con đó, nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ đặt vấn đề trông mong con nuôi mình, có chừng hụt hẳn. Mới đây con bà già 86 tuổi, nhìn cũng đẹp dễ thương, lỗ tai dài thòn, đạo Thiên Chúa, có 5 thằng con trai, 1 đứa con gái. Bà ở nhà đi bán giấy số, mới đẩy vô chùa, chạy xe một cái dù, xe đen thui thù lùi, cái xe gì kiến đen thui, chạy vô chùa tưởng nó xã hội đen, chạy vô tới chùa xong mở cửa xe ra, đẩy bà xuống, đóng cửa xe chạy cái dù đi về, bịt khẩu trang mang kiến đen, nhìn đất kêu: ê mày sao bỏ bà già đây mày? Tao bỏ rồi sao? Chạy cái dù đi luôn. Ghê thiệt. Xanh sao? Mày bỏ tao nuôi. Không? Mà phải thấy duyên đặc biệt nha quý vị. Chứ nếu như mà vô mà không chịu niệm Phật cái chứ, mà này kia lãng quạng là đưa bên chính quyền tự điều tra cái sắp xếp. Thấy không? Thấy bà già cũng 86 tuổi, thấy cũng tội nghiệp. Vô thăm bà nói một câu: thầy ơi, thầy cho con ở chùa đi thầy ơi, thầy nuôi già đi thầy ơi, con của con nó không có thương con đâu, con về nhà con khổ dữ lắm, con phải đi bán giấy số thầy ơi. Thầy nghe vậy sao chịu nổi vậy? Vì bà cầu xin mình bà được ở mà mình cho bà ở chứ, thấy không? Nên những đức nói những ăn thôi, đưa bà ra công an làm giấy tờ đàng hoàng, quay một đoạn phim cho bà nói chuyện vài câu, nuôi vậy đó mà mai mốt lỡ bà chết bà tử, nó lỡ nó hỏi thì sao? Ông nuôi mẹ tôi chết. Khó nói chuyện lắm quý vị ơi, nuôi con người nó không có đơn giản nha quý vị, thấy không? Còn bên đây con ông già bệnh viện biết mà lủng cái đít, ngay cái bàn đít lủng lỗ, đi sượt sượt sượt, chạy xe xì bo chở là ghê, đội nó bảo hiểm bự chà bá, tưởng đâu dân ăn chơi gì chạy đến chùa tu. Mấy chú nói chạy xe bo sẹt sẹt nó này nè, nghe thấy ghê. Cuối cùng ngừng xe xe bo đỡ ông xuống, lấy nó bảo hiểm đi, để cho ông ngồi đó, rồi nó chạy cái dù mất tiêu. Còn khi ông ngơ không biết gì. Ghê chứ quý vị. Rồi quý vị có thấy bắt bà già chưa? Bắt bà già, nuôi bà già thời gian lâu, bà già yếu, nó lỡ nó xin đem về để chi chấp điếu. Gặp nói vậy nè: con ngoài con đi chấp điếu nhiều lắm, thì mẹ con mai mốt mắc để đem về làm đám để người ta trả lại, nên quý thầy lôi lại làm chi để mà cực khổ lo làm chi, lúc nuôi được rồi, chứ bả gần chết để con đem về. Con thấy bả chứ không bao lâu nữa đâu để con đem về. Nó thôi, bả thích ở đây cho bả đây đi, nhà chùa lo rồi, để nhà chùa lo cho bà tội nghiệp bà. Xong nó bỏ nó đi. Vài bữa sau bà già đang ngồi ăn cháo, cái cô kia phía sau giặt đồ, nó chạy xe đến, mở cửa xe sẵn, ẵm bà già chạy đi. Cái cô kia chạy theo: trời ơi, nó bắt bà già. Để bà già lại, bắt bà già. Mấy thầy chạy ra, đóng cửa xe chạy cái dù mất tiêu, bắt cóc bà già. Kinh khủng thiệt chứ. Trong cuộc đời sao cái thứ gì nó cũng có, nó kỳ cục thế ghê vậy ơi. Hồi sáng thì Đức nói một câu: đem bà già vô chùa bỏ, sao nó không đem bỏ con gái? Thấy không? Như gái sùng sồn này đem vô, chói là đem vô đưa cho mình đi, đặng nuôi phụ mấy bà già với mình cũng được. Coi nhỏ nào được được đứa. Vừa trẻ trẻ, sao nó không đem vô?
Thấy không? Thấy chưa? Đem tàn là hết xíu quách vô không một. Chuyện trong chùa cái gì cũng có, cái gì như Đức giảng pháp giảng hoài cũng cũng có chuyện giảng nữa. Mới bị nghe bị thu hút nghe. Ngộ vậy đó. Ừ. Không, nhưng mà cái mặt tâm linh nó không đơn giản nè mấy đứa con nghe phải nhớ nha. Mặt tâm linh không đơn giản, đây là chính mắt nhìn Đức thấy. Ngày xưa trên Đà Lạt có một cái bà này tên bà Diệu Nhan. Thấy không? Bà ngày xưa lặt ra muốn bán. Mà có tiền có 50 triệu đứa con nó mượn tiền. Xong rồi đứa con nó nói là mỗi tháng nó đưa tiền lời cho bà xài. Bà đưa cho nó 50 triệu. Nó đưa được mấy tháng, từ đó sao nghỉ đưa luôn. Xong rồi bà nghe pháp của thầy trên giảng, bà buồn quá bà đi lên đây bà tu. Khi mà bà mắc xong rồi Đức cho mấy chú điện thoại cho con nó vô. Thì bà có tâm nguyện được nhà chùa lo, nhà Đức lo hết. Rồi đôi xưa nhà Đức trên đó nhà Đức cũng làm việc này, thầy đi giảng. Thì quý vị biết rằng là khi mà hộ niệm mới có 7 tiếng thôi là nó đến. Nó đến là từ ngoài cổng chùa nó lết, lết vô. Xong mấy chú chạy vô nói: chú, hồi xưa nhà Đức chú Hiền ơi, làm gì mà mười mấy đứa nó lết quá trời lết. Nó chắc mấy đứa nó mộ đạo hay sao. Nó vô chùa nó không có đi mà nó lết. Thôi kệ nó đi. Nó lết vô tới phòng hộ niệm. Xong nó khóc, nó la sụp, nó khóc lên. Nó phải đưa mẹ nó gì. Nó thôi, bà có tâm nguyện ở trong chùa, thôi để bà ở trong chùa đi, lo cho bà đi. Bà không có muốn gì đâu, đưa bà về không có đơn giản. Nó không, thầy không có hiểu được mấy đứa con đâu. Con cháu bây giờ ở nhà đang chờ để đưa cái xác mẹ về dữ lúc. Mình biết rồi, mình nghe bác kể mình hiểu hết trơn rồi. Thấy không? Nghe không? Nghe cái xác. Cái xác đem về. Nghe chưa? Thì Đức nói à được. Đem về chứ hay sao? Thấy không? Xong thì Đức vô thì Đức nói: cụ Diệu Nhan ơi, bây giờ á những Đức là lo cho bà đó, được á. Nhưng bà nhớ, con bà nó đem gì vô quan nghiệp của bà, nghe chưa? Nhưng mà giờ nếu mà bà mà chưa đi nghe, nó vô bà nó làm một cái gì cho mấy thằng này nó xanh mặt xanh mày chứ. Rồi những Đức bước ra nói mời các anh chị vô. Vô xong nó gặp bà, quỳ xuống. Mẹ! À, nó làm thế ghê. Rồi mày khóc đi. Đúng rồi. Nước mắt. Nước mắt gắn hổ. Ác quá. Đúng không? Đưa cái mặt lên nhìn bà. Trong khi bà chết trong chùa cũng được. Đưa mặt lên nhìn bà. Vậy mà nhìn bà xong. Tao thấy ghê chạy. Bà mở mắt cháu cháu rồi bà nhìn nó. Mà trong khi bà đang nhắm mắt bà chết rồi 7 tiếng. Vì mà nó lỡ, nó khóc lóc trước mặt bà giả tạo. Trong khi cái miệng bình thường bà khép lên luôn. Như hô những Đức thì không nói chi. Thì nó hả miệng ra, thì hô. Còn cái này bà mớm. Mớm thì thấy không? Làm gì có chuyện hả miệng. Vì nó nghe mà mở mắt ra cái miệng nhìn. Lui lại. Sợ xanh mặt xanh ngoài. Chạy ra. Nên Đức nói vô đem bắt về. Vô đem bắt về liền. Thầy ơi thầy ơi thầy. Cứu chúng con đi thầy ơi. Cứu gì cứu thì ngu đưa mẹ gì. Cho kêu xe lại. Người không. Cuối cùng đâu có dám năn nỉ. Xin nhà chùa lo cho. Nhà Đức vô, nhà Đức nói một câu. Thôi bà Diệu Nhan là vậy được rồi. Làm vậy nó sợ rồi, nó không có dám nữa. Giờ nó ở lên nó niệm Phật. Đưa tiễn bà đi. Thôi được rồi, nhắm mắt, khép miệng ra đi. Nói bước ra, bước vô nhìn bà lại. Giảng ốc mình luôn. Cái này mà nói thiệt với nhà khoa học cũng không thể nào mà nói mà kiểm định được, đúng không quý vị?
Cái này về mặt tâm linh. Nên trong nhà Phật người ta đã kiểm định rồi, người ta đã trong định, người ta nhìn rõ ràng rồi. Ta nhìn rõ ràng là con người khi chết đi là giá chót phải 8 tiếng đồng hồ linh thức mới đi. Mà cái thức thứ 8 là ai lại gia thức, là cái thức chậm nhất, đi trễ nhất. Nên người khi gần chết mình đụng vô mình quặt quà người ta, mình gịch đau đớn. Cũng như con rùa bị lột mai, mà khi vừa mới chết cả ngồi gần còn không dám ngồi gần, đồ người ta không dám đụng. Khi cái người mới chết, đồ họ mình không dám đụng vô để lấy đem cho người này người kia, không dám. Phải qua tầng mới dám, không dám đụng. Đừng nói chi mà cái chuyện mà dám đụng vô tay chân. Linh thức chưa đi, khi linh thức chưa đi tí là bà hết thọ mạng, bà chết rồi. Nhưng linh thức chưa đi nên lợi xạo sự, bà mở con mắt to, bà há cái miệng ra. Mà cái kiểu đó mà đem về một cái rồi mình sẽ thấy nó thành quan hồn báo quát, không có giỡn đâu. Giống như có cái cô này, bà nuôi người già yếu mà bà hung dữ lắm. Bà đối xử với mấy bà già bà nghiêm khắc, bà dữ quá. Cuối cùng mấy bà già bà mang cái tâm quán hận bà mà bà sống. Thì mỗi một bà già mà chết đi bà không siêu. Ghê chưa, cái này ghê nè. Nên những người mà chăm người già cẩn thận nghe, chết đi không siêu. Để mỗi một bà chết thì linh hồn mới đi theo này, theo này, theo này. Bà này còn phước không sao, phước từ giảm đi hết phước, tự nhiên khung quá trợn, hung dữ bạo ngược lên. Tự nhiên một ngày đó những đức bước đến, bà này tự nhiên mới nói nè: Thái, con là Thái. Nó, bà là ai sao kỳ vậy? Con nè. Con là ai? Con là Mén nè. Mà bà kia đâu phải tên Mén. Ghê chưa? Khi phước nó giảm, nhập thẳng vô luôn. Nói ra cái bà già mà đã từng ở trong chùa, chết chưa siêu. Ghê chưa? Khi nuôi con người là phải nuôi cả bằng cái tấm lòng của mình đến với người ta. Mình sắp xếp người ta cái gì nó cũng phải là cả tấm lòng mình sắp xếp người ta, để mong người ta được lợi ích. Thì mình cái phước duyên mình, cái đức mình lớn quá, người ta không có đụng được mình, mà người ta cũng hiểu nữa. Còn mình nếu mà mình mà đối xử với người ta quá khó khăn, quá dữ dằn với người ta là nguy hiểm lắm. Nói đây mà những người trong chùa nuôi người già nghe đi nghe không? Phải cẩn thận đó, không phải chuyện đơn giản đâu. Nó đừng có nói cái chuyện mà nói cái đức nuôi người mà mình gây cái quán thù, không có dễ đâu quý vị. Nó đeo đẳng theo hoài. Nên những cái bà mà mang nghiệp phá thai này, bữa nay ngày 15 tháng Giêng nè, bữa nay gầm lớn nè. Cái gầm này là cái gầm mà gọi là chúng sanh trong địa ngục mà tội nhẹ nhẹ là thả bổng cho đi đầu thai. Thấy không? Nó thượng quân, trung quân, hạ quân, thì ba cái gầm lớn của một năm. Là những cái gầm lớn đó là vì chúng sanh giống như ở cái cõi này mà người ta ở tù, mà những cái ngày lễ lớn là nhẹ nhẹ tha cho người ta, thấy không? Tội nhẹ với vô trong cải tạo mà đàng hoàng thì tha. Chứ vừa âm phủ cũng vậy, mấy người nhẹ nhẹ được thả. Nên tại sao người ta thường đi cái gầm lớn? Nếu mà đi cái gầm lớn mà nghe pháp niệm Phật mà tu gì thì nó lợi ích rất là lớn cho người thân của mình, dòng họ của mình. Nghe không? Nó. Nên á, mấy cô mà mang nghiệp phá thai này nè, mà mấy cái ông chồng cũng không có dễ sống đâu. Đừng có nói mấy bà phá thai, mấy bà chịu, tôi không chịu. Không có mấy bà sao mấy, không có mấy ông sao mấy bà phá. Tội lỗi của mấy ông là chia 5 năm. Mấy bà 50, mấy ông 50. Hiểu không? Nên cùng vui thì cùng chịu khổ bạn ơi. Thấy chưa? Nó ở đây nhiều lắm nè. Nó nhiều phá thai lắm. Có cái cô này là gặp những đức, cô xinh đẹp, cao ráo, mặt đẹp lắm. Đến nói chuyện mấy câu gì đức nói, cô phá thai nhiều lần. Kinh ngạc, giật mình. Chàng ơi, sao thầy biết con phá thai nhiều lần? Tôi thấy thầy như đi theo bà. Đánh mạnh vào cái tâm tư bà luôn. Giật mình. Bà nói đi, bà phá thai mấy lần? Dạ 8 lần. Thật sự thì mình không có thấy con nào.
Mà tại sao mà mình nói, mình dám mạnh dạn nói ba bá thai nhiều lần, dáng dốc đẹp, mặt mày sáng sủa, bận đồ khiêu gợi, nhìn mặt bà là thế nào cũng phá thai nhiều lần. Đánh vô tâm lý đó, thật sự phá thai nhiều lần. Nên có khi đẹp mà lại khổ vì cái đó đó. Nó, thấy không? Nó phá thai 8 lần. Nó bị, những đứa nói bây giờ nó bu xung quanh bờ hết. Có cách nào không thầy, cách nào giúp con không? Khó giúp lắm. Khó chẳng ai có giúp được. Thầy ơi thầy, nó mô với bác là giúp giùm với thầy. Cái tội này chỉ có đi xuống dưới địa ngục á. Xanh mặt xanh mày, sợ quá trời sợ. Sắp sửa xuống. Trời ơi, sắp sửa xuống. 8 đứa bà quá, bây giờ còn sống bao lâu nữa. Nhìn bà khỏe gì, nhưng bà sắp chết rồi đó. Xanh mặt xanh mày chứ. Nhìn đứa nói, điều thứ nhất, mà mới còn nhiêu tuổi mà phá thai 8 lần biết không? 38 tuổi. Phá thai 8 lần. Sanh thêm 3 đứa nữa. 8 lần. 8 lần phá thai. 3 đứa con là 3 anh. 3 anh chồng. Đẹp, quá trời đẹp. Nhưng mà lại khổ. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó xong theo nài nỉ hỏi cách nào để hóa giải, nó không có cách nào. Trước nhất phải đánh vô cái tâm lý chỗ đó để cho người ta phải chăn quý vị. Kêu niệm Phật đi thì thấy bình thường quá đúng không? Bà phải tự mà suy nghĩ lại cái tội lỗi của bà tạo. Tối đêm nay nó vì nó tìm bà. Thì mình nói một câu như vậy, nhưng mà thai nhi thì nó ủng hộ mình là vì mình xử bà này, mình la bà này. Thai nhi nó mừng. Thì tối nay nó rủ đàn em đến cái sao? Mình nói ra mình hiểu liền. Bà sợ sẵn tâm lý bà yếu. Thì tối nay chắc chắn là nó đến, chắc chắn luôn. Sáng mai xanh lè xanh lét đến gặp nhân đức. Bà nói rõ ràng, thầy nói đúng rồi, tối nó kéo là một dây luôn. Con nít đầy hết, đứa cắn tay cắn chân, vấu cổ bóp họng con. Ghê chưa? Đó. Sợ xanh mặt xanh mày. Những đứa nó bây giờ có một cái cách mà bà siêu độ cho nó. Từ hôm nay bạn đồ cho kín đáo vô là điều thứ nhất. Từ hôm nay không có dám lãng hoạn với đàn ông là điều thứ hai. Rồi bà phải ăn chay trường, điều thứ ba. Niệm Phật, làm được không? Nó dạ làm hết. Đúng không? Bà nghĩ bây giờ bà chuẩn bị đọa địa ngục rồi đó. Bà không cố gắng nữa thôi á. Đúng không? Tới bây giờ luôn ăn chay trường luôn. Niệm Phật, nghe Pháp mỗi ngày. Tất cả áo dây quần đùi cho hết. Không dám bận luôn quý vị, sao dám bận? Bây giờ quý vị đi tu, quý vị dám bận áo dây quần đùi không? Bà nào dám bận, ghen cùng mình. Mấy bà bây giờ coi được được mà đẹp đẹp chứ, mấy bà bận đồ khiêu gợi quá. Mấy bà đi ra đường một phát thôi, bà tạo nghiệp trước. Nó nhìn mấy bà nó chách lưỡi cái thôi là có tội nghiệp, đọa địa ngục, chồng vô tâm cho người ta. Bận đồ cho kín đáo, đàng hoàng. Đúng không? Nó, chứ mình bận đồ mà hở hang nó đi theo mình cả đám. Đám gì? Cô hồn. Đơn giản. Cô hồn nó theo ào ào cho nó theo mấy bà đó. Thấy không? Nói mà cô hồn sống, cô hồn chết thì cũng theo. Mấy bà có nghe cái câu chuyện mà nhà ngoại cảm chưa? Cái linh hồn nam này ngay cái nhà vệ sinh, ở ngay chỗ đó không đi. Nhà ngoại cảm đến tại sao ngay cái nhà vệ sinh mà không chịu đi mà lại ở ngay chỗ này? Nó tại ngay cái nhà vệ sinh này có con nhỏ con gái, ngày nào cũng là đi tắm, rất đẹp nên ở đây nhìn chơi. Nó con hồn còn nhìn gái đẹp. Kinh khủng thì chứ. Thấy chưa? Nó, bởi vì nhân đức nói mấy bà bận áo dây hở hang là mấy bà đi ra đường là cô hồn ngoài đường nó đi theo ào ào. Phước mấy bà kia hết là nó dập mấy bà te tua. Có cái cô này chuyên gia ngủ là bận đồ mỏng manh như không bận. Một thời gian sau điếm nào cũng bị đè, đè với xanh lè xanh lét luôn. Gia đình dẫn đến mặt bớ khờ chứ. Có những người cái vị điếm nào cũng gặp ác mộng nghe. Đó.
xong nghe đến xanh lét như nước hỏi, chắc chắn cô thường gặp ác mộng. Mình không biết cái gì đâu, nhưng mà mình nhìn người mình đoán ra, gặp nhiều người quá kinh nghiệm chứ không biết gì hết. Cô thường gặp ác mộng. Trời sao thầy biết thầy? Tôi biết mới ghê hết chứ. Xong nó nói giờ cách nào giúp con thầy? Thấy chưa? Không có những người phải độ cách khác quý vị ơi. Lạ lắm. Thấy chưa? Hỏi ra cái gì không? Bằng đêm ngủ, bằng đồ mỏng manh, cô hồn đi theo. Bằng đêm nó đè té tua bả xanh lét, hút hết dương khí, chết mồ luôn. Nên mình là người nghe đạo biết tu, cả ngủ bằng đồ cũng cho đàng hoàng, gọn ghẽ. Còn lúc nào vợ chồng cái chuyện nó kể vị, xong rồi bằng đồ cho đàng hoàng đi ngủ, nghe không? Ghê lắm. Nên như Đức nói trong chùa tuyệt đối chỗ nào mà đã là ngủ là phải ngủ đàng hoàng, không được đi chỗ khác nằm ngủ. Vì đi chỗ khác nằm ngủ sẽ bị có một cái loại quỷ. Cái vị khi nằm ngủ cái chỗ lạ, chỗ này chỗ kia ngoài đường phố, hoặc là nằm ở cái gốc cây ngủ, thì nó đến gần quý vị. Khi bị thở ra gì nè, thở ngủ phải thở, thì nó đưa cái miệng gần cái miệng vị, nó hút hơi, hút dương khí, nó dùng cái dương khí đó để mà nó nuôi dưỡng cái linh thức của nó mạnh lên. Ghê không? Giết xanh sao vàng giọt. Có một cái thằng nhỏ nhỏ trẻ trẻ, mẹ nó dẫn vô chùa. Thằng nhỏ này chuyên gia đi ngoài đường là hát nghiêu ngao, đêm hôm tối hù hát nghiêu ngao. Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Hát giết rồi kéo về nhà con ma nữ, kéo về nhà con ma nữ. Cuối cùng con ma nữ nó nhập vô, hỏi vì sao nhập thằng này. Nói rằng thằng này đi ra đường lúc nào cũng hát em ơi nếu mộng không thành thì sao. Vô trong công viên cũng ngồi hát nghiêu ngao luôn. Ngay cái lúc hợp nhau đi theo thằng này, nhập vô này, gần gũi thằng này, thằng này bị bệnh mắt đường dưới. Tối lại là cứ giống như có người nhập vô. Nên đi ra đường đừng có hát nghiêu ngao, niệm Phật vẫn là hay. Đừng có hát nghiêu ngao. Được chưa? Hoặc là đi vô cái trong cái thờ linh nè, nghe nè, mở mắt ra không? Đi vô trong bàn linh thờ đừng có chỉ tầm bậy, đừng có nhìn em bé cái hình, nói em bé còn nhỏ mà đẹp mà chết uổng đi ghê, đừng có nói gì. Hoặc nhìn con gái, công nhận em gái đẹp quá trời mà chết uổng đi ghê người ta, đừng có nhìn con trai, anh đẹp quá mà chết uổng dữ vậy anh, coi chừng đi theo mình luôn á. Mình nói cái đó đi theo mình luôn á, chứ bị biết á. À, chúng ta đi vô cái niệm Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, chúng ta đừng có nói cái gì dòng do tam quắc. Mình nói là nó cùng tần số nó theo mình luôn á, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu, hiểu không? Đó, nên tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển là như vậy. Nên đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, niệm Phật là hay nhất. Đừng có ca hát tầm bậy, nghiêu ngao. Nên mấy cái người mà hát nghiêu ngao, em ơi nếu mộng không thành thì sao, có ngày em sẽ đến với anh cho anh biết, hiểu không? Ở đây có ai hát không? Niệm Phật hát được không? Hát chi đó. Nên quý vị thấy một buổi giảng của mình nó bao nhiêu câu chuyện chưa quý vị? Nó bao nhiêu câu chuyện này nhân sinh dính phải đó, nhân sinh dính phải đó quý vị. Mà cái cách giải tỏa và chuyển hóa của nó bằng cách nào? Niệm Phật, ăn chay, tu nhân tích đức, niệm Phật lễ Phật, quay đầu hiếu với cha mẹ, phước báo nó tăng lên, phước báo nó tăng lên từ từ, rồi tự nhiên nó hoàn toàn nó điều chỉnh cái nghiệp duyên liền. Con người mà phước báo nó giảm, nghiệp duyên nó điều chỉnh mình. Nhưng khi con người mình mà phước báo nó dậy là nó điều chỉnh nghiệp duyên, nó điều chỉnh nghiệp duyên liền, thấy không? Nên tu hành muốn chuyển được người thân là đem cái tâm cắm vào Phật, đừng có đem tâm cắm vào người thân. Cắm vào người thân có chuyển người thân đâu. Quý vị là người niệm Phật mà đi để cho cái người ngu si dẫn mình đi mà chuyển người ta, không có cửa đó đâu. Mình phải cắm vào Phật để sanh trí tuệ thì mình mới chuyển được người ta. Oh.
Ngày nay mà gọi là gầm tháng giêng này mà giảng pháp ở chùa mình cũng như thực gì người ta đến cho mà thấy. Người sống đến cũng đông mà người mất đến cũng đông. Ngày mai bên hộ pháp càng đông. Đông dữ lắm, hộ pháp là đông nhất. Hộ pháp là đông dữ lắm á. Cái bà kia mà bà có người nhập vô, bà nói chùa hộ pháp đây, hương linh đây, đá bằng hương linh tu vô chùa mới được. Nói là trước cổng chùa có hai vị bự lắm, đen thui đứng, ai mà lạng quạng mà không tu vô đó không được. Nói rõ ràng mà, chuyện nói chuyện giỡn. Quý vị biết có một lần mà nói là cũng như chiến sĩ chặn vong thiệt là đông. Cái bà đó nói đường mà đường đầy. Từ đó thì sao những đức mỗi nửa tháng cúng lần ngoài đường, hỏi sao vô không được, hỏi sao vô không được, mấy người đã dữ quá ổng không cho vô đó. Kêu thầy sùm, kêu thầy ra cho họ vô, nói với ổng tiếng cho vô. Những đức nói tôi cũng không dám nói luôn. Vô quậy nói chi, thôi nửa tháng cúng lần cho nó ăn đại đi. Tại ổng là cao thủ thì ổng nhìn ai được thì cho vô, không được thì thôi, kệ ổng. Chuyện này trách nhiệm của ổng, mình dính vô bậy bạ ổng nói trách nhiệm của mình sao. Tôi không dám luôn. Trời ớn quá. Ngôi chùa đó nó là hộ pháp thì biết rồi. Không quý vị không? Nên là Phật tử đi vô chùa tu phải nghiêm túc. Dù là vợ chồng hay bồ bịch vô chùa tu phải nghiêm túc. Vô đó tu là nam ra nam, nữ ra nữ. Vô đó mà còn lãng quạng đi khiêu móc là chết mù luôn. Hiểu không? Có ngày ông thằng đen thui tù lùi ông dở lên. Ông nắm ông dở lên mà hỏng mặt đất mà. Chết mù có đó. Không, không có đâu. Nè, bật mí với vị nghe một cái chuyện này nè. Chùa hộ pháp nè, có cái linh nè. Linh thì nhiều lắm, nói cái này cho vị nghe nè. Cái ông này đi vô chùa, hai vợ chồng đi chung, sắp cho ông đi xuống trên địa ngủ, vợ nằm ở trên. Nửa đêm ông bò lên, ông nằm kế vợ ông, thấy không? Nắm tay vợ, thấy không? Không biết nhiều quý vị, nhưng mà thì hiện cái cho vị thấy. Nửa đêm, không biết làm sao, hai cái chân đưa lên chợ, cái đầu chút xuống đất, cái miệng làm gì tự nhiên biết sao kỳ cục, giống như giả với miệng, ghê chưa. Cuối cùng mấy chú đều hết hồn, xanh mặt xanh mày chứ, ai lỡ cũng không có nói được. Cuối cùng chạy qua phòng Như Đức đang ngủ, gõ cửa một cái Như Đức. Bằng đêm Như Đức ít ngủ lắm, bằng đêm ít đêm ngủ hai tiếng mấy là được rồi, thấy không? Ngủ ít dữ lắm. Thì thường ngồi trong phòng niệm Phật, thấy không? Thì biết rồi, thôi ngồi nói vậy thôi. Bây giờ mình không nói nhiều, mình không nói mình đi không? Thôi giờ gõ cửa cái mình biết rồi. Giờ này gõ cửa là biết có chuyện xảy ra, phải không? Bước ra hỏi có gì không? Có chuyện gì xảy ra? Ở trên đó có người gì lên gặp, hai cái chân đưa lên toàn té, cái đầu đưa xuống đất, cái miệng đáp lại. Kinh khủng chưa? Như Đức lên, Như Đức nói thôi, người ta không biết, dạy nó nhiêu được rồi. Thì mai mốt nói cho Phật tử nghe, để nhiều người cảnh giác đi đến chùa cho đàng hoàng. Vừa nói một phát té cái râm xuống. Như Đức đi về ngủ luôn. Chuyện mình làm xong rồi, nói chi vòng vo, biết rồi, hỏi gì nữa. Hiểu không? Sáng hai vợ chồng lên đến sám hối. Thầy đã sắp rồi đi xuống chánh điện ngủ mà chồng con nửa đêm bò lên. Ông nói ông gần vợ ngủ quen rồi, bây giờ vợ ngủ ở trên đó với con, ông xuống đó ông buồn ngủ không được, bò lên. Cuối cùng treo toàn ten. Cẩn thận nha quý vị. Đi chưa? Cái này là nói nhỏ thôi nghe, đừng có được đồ bông sùng nữa, nghe chưa? Có chuyện giỡn đâu. Ừ, đồ bông sùng nữa nghe. Có ai nghe không? Có ai nghe không? Có ai nghe? Sao đông dữ, nghe hết trơn hả? Được không?
Nên cái mặt tâm linh là phải tin. Mặt tâm linh là phải tin. Đúng không? Xin thưa quý vị, nếu nói về cảm ứng, những đứa tu trong chùa quá nhiều, nhiều đến mức không tưởng tượng được, nhiều lắm. Mà chỉ bật mí bị nghe một hai cái chuyện bé bỏng thôi, còn những cái chuyện lớn kinh khủng nữa không dám nói. Không dám nói quý vị ơi. Nó bị biết chùa mình thì niệm Phật suốt, bằng đi 12 giờ phi Đức ưa đi vòng vòng chùa, những Đức ít ngủ ưa đi vòng vòng chùa chơi niệm Phật chứ. Cảm giác niệm Phật chắc chùa mình niệm Phật vậy ngày xưa mà. Và Thượng Án Hiền nói người dưới đất niệm Phật, người trên trời niệm Phật, người giữa trời niệm Phật, người ở âm phủ niệm Phật. Nghĩ 12 giờ khuya là giờ linh, âm dương linh, không có giờ. 12 giờ khuya đi vòng vòng chùa niệm Phật, ra cái sân chùa đứng niệm Phật, thấy người ta niệm Phật quá trời đông, đông thiên ghê. Thấy niệm Phật người nào cũng thấy đẹp, nói Nam Mô về Phật tôi đi ngủ. Thôi mình thấy vậy thôi, mình đi thôi, thấy không? Để cho người ta niệm Phật được rồi, cho mình thấy vậy cái mình biết rồi. Vì mình biết là nơi nào niệm Phật, là trên trời niệm Phật, dưới đất niệm Phật, giữa trời niệm Phật. Rồi. Nên cái nơi đó, cái người ở, ở nơi đó họ vui nhiều. Dù có bệnh đau gì họ cũng vui nữa. Họ đang trả nghiệp, tâm tư thì vui. Nên quý vị, nhiều người thì đi đến đó bị thấy cái linh khí nơi đó nó mạnh, thấy không? Thì cái nơi đó nó là một khuôn viên khép kín, nên người ta cũng thích ở cái nơi khuôn viên khép kín niệm Phật. Nhưng mình cũng thích đi đến cái nơi mà nó yên niệm Phật, thấy không? Nó nên từ nơi đó quý vị biết cái nơi mà đạo tràng chiên tu niệm Phật là cái nơi nó đặc biệt dữ lắm, không có dễ tìm, thấy không? Nên trong cái cõi đời này, quý vị đang sống trong cái thờ mà mạt pháp, mà gặp tịnh độ, mà gặp ngôi chùa chuyên niệm Phật, chuyên tu nghe. Những đức nói quý vị nghe, quý vị nên trân quý đi. Nên trân quý. Vì cái thời gian của nó con không biết lâu hay mau. Trong cái cõi đời này, tùy vào phước duyên của chúng sanh nó có lâu không? Thì lúc mà đang đương thờ này, quý vị nên nắm cho chắc. Rồi sau này khi những đức cái gì quý vị cũng phải nắm cho chắc mà tu. Thì quý vị đặc biệt rồi. Tôi thì có gì tôi. Không. Không. Quý vị phải nắm cho chắc câu Phật hiệu nghe, câu Phật hiệu thù thắng lắm. Báo vật vô giá. Không. Thì tất cả chúng sanh bỏ hết mình cũng nắm. Dù người tu có nhiều chục năm phê phán mình cũng nắm. Nắm cho chắc. Tôi câu Phật hiệu này tôi làm những cái việc mới bị thấy kinh khủng chứ. Là từ đâu tôi niệm Phật tôi làm gì? Niệm Phật không đó. Là tin. Bây giờ mà những đứa chết tại chỗ cũng niệm Phật. Bệnh như thế nào cũng niệm Phật. Kê dao gần cổ nó mày niệm Phật một câu tao cắt cổ mày, mày cắt tao đi ai với đạo Phật. Sao? Ai mà không chết sợ gì? Thấy không? Cái tin như vậy, tin đến nơi đến chốn, tin 100%, tin tin mà không tưởng tượng được cái tin này luôn. Nó không phải phải tin như vậy thì tu tịnh độ mới cảm giác mới an lạc. Muốn một đời này vãng sanh phải thì phải tin Phật. Tin Phật. Cái năm nay là cái năm mà Phật sự làm còn dữ dằn, còn dữ hơn năm ngoái. Nếu chúng sanh không có phước thì thôi. Nhưng còn họ có duyên phước á, mình đang thịnh duyên á, mình cố gắng năm nay phải nghĩ nhiều cách hơn nữa. Nên người thành công thì thường nghĩ ở phương pháp, mà người thất bại thì thường diễn lý do. Cố gắng lên quý vị ơi. Đời này phải giảng sanh quý vị à. Muốn giảng sanh phải làm sao? Niệm Phật nghe. Ở đây còn buồn dặn ai để trong tâm không, đưa tay anh coi. Ai ai còn buồn dặn để trong tâm, đưa tay coi.
Có hai ba bà đưa tay là lên đây tôi biểu kìa. Thôi bỏ đi. Cái xã hội bây giờ á, đừng có vàng mà khoe có chết. Cho con đeo vàng bạc là coi chừng hại con. Nhớ kỹ, đừng có đeo dây chuyền. Nó giật quý vị đứt cần cổ. Bây giờ xe cộ đi ngoài đường mà ghé vô mua đồ phải hết sức cẩn thận. Chìa khóa không có nghĩa địa gì nói nữa chứ. Một phút thôi là xử lý xe không đa vị rồi. Một phút mà nó có chìa khóa mở một phát một. Một phút một lấy chiếc xe không đa. Vừa bước vô mua đồ trả tiền chưa xong bước ra mất tiêu xe không đa. Đi lần ba bốn người không. Còn quý vị biết rằng có những nơi vắng vẻ, quý vị cầm giỏ sách rồi vì đứng nó ập vô ba bốn đứa nó giật luôn, nó lấy trắng trợn luôn. Nó, những đứa coi tất cả những video mà người ta quay lại mà mấy cái video mà mấy camera quay lại mà lấy đồ nó gom lại nó có cái thằng nó làm nó chỉ những đứa coi ấy, những đứa thấy đúng là ghê. Xã hội bây giờ nhiều tệ nạn nhiều nè. Nên thôi tiền bạc vàng bạc bây giờ có, đừng có mua vàng đeo dây chuyền đồ nguy hiểm lắm. Có chân nguy hiểm đó quý vị ơi. Thôi đeo máy niệm Phật nhân đức đi. Có hai vợ chồng đi lại chùa mình tu. Hai vợ chồng chạy chiếc xe Honda, khi tu xong đi chạy về, xách cái giỏ. Cái giỏ, mua cái giỏ cũng đẹp, đi chùa mà đặt này mua giỏ đẹp. Phải chi mua cái giỏ vải, vải lam hay nâu thì xong không ai nói gì. Hoặc là đeo mấy cái giỏ mà sau lưng mà đeo chữ ai là Phật, không ai giật chi đâu. Này mua cái giỏ xịn sò. Mà cái giỏ trong đó để áo lam, để chuỗi, có gì đâu. Hai chồng chạy xe ra đua theo, cặp sát, dứt giỏ. Thì ông nói, bà buông đại đi, có gì đâu mà giật. Trong cái giỏ cái áo chàng với hai cái máy niệm Phật. Hai chồng lại nói những Đức nghe, Đức nói thằng ăn trộm này về chắc đi tu luôn. Đầu năm đầu tháng đi giật đồ mà giật nhầm áo chàng, phước báo cũng đến với mày. Đi tu đi con, mày không đi tu là mày vô tù. Tại vì sao? Mày còn có duyên phước nên mày giật áo chàng là báo tin cho mày biết là mày chuẩn bị đi tu đi, giải nghề đi. Mày mà không đi tu là mày đi tù chắc chắn mày luôn, thấy không? Nó nên cái hình thức bên ngoài đi chùa đồ bình thường, thấy không? Chứ đừng có mua cái giỏ mà quải một bên, có ngày nó giật gãy cần cổ cho mà chết. Nhí nhảnh điệu đàn, mua cái giỏ để một bên nè, đi ẹo ẹo ẹo, ngồi trên xe bấm điện thoại. Nó vớt điện thoại, nó đạp xe một phát. Còn cái giỏ đeo qua bên gì nè, nó giật luôn cái giỏ, nó không coi mạng đi ra cái gì chứ. Nó giật, nó kéo đi, tù đi. Đây là coi rõ ràng luôn mà. Giật cái giỏ kéo, tù đi. Cái kiểu mà ngồi ngay lề đường, ngồi ngay cái chỗ cái quán bán đồ ăn. Một người vô mua đồ, một người đứng ngoài này, cái giỏ đeo bên gì nè. Cầm bấm điện thoại, bấm đi coi chừng đi. Nó giật của nó gịch một cái cho quý vị mà chết mồ luôn, thấy không? Thôi bây giờ nguy hiểm lắm. Kiếm cái giỏ gì sau này giữ thiết kế coi coi. Nó có cái giỏ gì mà nó đeo ở trong á. Đeo tuốt ở trong luôn. Nhỏ gọn thôi để đeo bên trong luôn rồi xong đi đâu đeo trong á. Hoặc là cái thiết kế cái giỏ gì đó mà đeo ở đây nè, chồng chỉ cần cổ để trong á. Để trước ngực mình á, ai giật được. Tiền bạc để trong này nè, cái giỏ để đây, giỏ tí ti nè, mỏng mỏng như nè. Nó kéo ra để ngay trước ngực nè. Ai giật được? Ai mượn cái bà đeo cái giỏ chỉ để một bên. Nó giật mấy bà chết. Nó bây giờ đi về đây, những Đức nhắc nhở những điều này, bị cẩn thận. Xe cộ đi đến chỗ mua đồ một cái, đừng có bao giờ mà nghiêu ngao. Nó dàn cảnh ghê lắm. Đi bốn người,
Xong á, hai thằng mở, kêu mình ra hỏi đường. Mình chạy ra mình chỉ đường, nó đây nó mở cổ xe nó chạy. Chơi dàn cảnh vậy đó, đi ba bốn người luôn. Đi giật đồ mà chạy xe hơi nữa chứ không phải là người nghèo không đâu. Mà tưởng đâu đi lấy cái gì, đi lấy cây cảnh. Cây cảnh để ngoài trước đường, chạy xe hơi là anh nhổ cây cảnh để vô xe chạy đi. Thèn ơi, kinh khủng thiệt. Quý vị ơi, coi cái thấy ghê. Còn máy hàng máy cắt lụm sạch nhách. Còn bây giờ mà chìa khóa mà phá cửa, quý vị không còn an toàn nữa. Chỉ cần một cái kéo cắt sắt, nó cắt một phát nó vô nó luộc đồ sạch nhách hết trơn luôn, không còn một cái gì. Ồ, sống cái xã hội này đúng là bất an thiệt. Bởi vì giờ người ta có tiền đa phần ta để trong thẻ tín dụng hoặc là gỡ ngân hàng hết trơn. Tại vì sao để tiền trong người, để tiền trong nhà quá nguy hiểm. Nguy hiểm quá, quý vị vô nhà được hết. Vì thấy cái xã hội này mới bị không gì cực lạc, quý vị muốn đi đâu? Không, bất an không? Không gì muốn về cực lạc, muốn đi đâu? Thế giới cực lạc, Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói bình an vậy, tại sao mình không về? Còn ta bà ngài nói khổ không nói hết. Phải khổ không? Nó quá nhiều cái khổ mà quý vị. Đó, quý vị thấy không? Cái cách dẫn dắt người ta tu tịnh độ, thấy chưa? Để cho mình nhìn ra cái cõi đời khổ đau ô trược, rồi mình mới nói cái thế giới cực lạc thù thắng, trang nghiêm. Nó vậy thì mình muốn về cực lạc, muốn về cực lạc phải làm sao? Niệm Phật chứ sao? À, một câu Phật hiệu này là đủ đi về cực lạc rồi, muốn thêm gì? Một câu ai Phật không chịu giác cho nhẹ. Mà không nhẹ đâu á. Nhiều đời nhiều kiếp nó phải duyên thù thắng nó mới giác nổi câu ai Đà Phật. Chứ gặp mà không có đủ duyên, đố mà chịu giác câu ai Đà Phật. Thà giác Đại Tạng Kinh không chịu giác câu ai Đà Phật. Nên tổ sư nói một câu rất là hay: nếu nói học các pháp khác để thành tựu một đời thì môn học nào cũng phải học, còn nếu muốn thành tựu một đời thì một câu Phật hiệu cũng đủ rồi. Đúng không? Vì thấy những đức mà một câu Phật hiệu này niệm, mà niệm giết những đức cái gì cũng giỏi. Thấy cái gì những đức làm nó cũng giỏi, vì ngộ ghê, không cần phải tính toán gì nhiều, nhào vô làm được à. Nó những đức bỏ nấu ăn bao nhiêu năm tháng, nhào vô những đức nấu lại cũng nấu à. Đòi hỏi bạn dám nấu hay không, đúng không? Những đức mắc cười nói nè: tôi nấu ăn, thấy không? Những cái bàn mà ngồi ăn cơm ăn không hết. Là có chuyện với tôi. Cô chín mấy ngày nay, cái bàn ăn ngày nào cũng sạch nhất. Rau luộc, chuối gì không còn một miếng gì luôn. Sợ xanh mặt xanh mặt. Những ngôn những gì ăn ngốn ngốn ngốn. Làm mắc cười thấy ghê. Thấy không? Nhưng mà mình nấu ăn phải ăn được chứ đừng nói mà nấu dở mà bắt người ta ăn hoài sao ta ăn được quý vị. Hiểu không? Nấu ta ăn được. Vì nhớ nha, nấu ăn cho chồng con ăn có gì nữa. Đừng có nấu nhiều. Nhiều là dở. Ít nó mới ngon. Trong cái cuộc đời này cho cái gì cũng phải cho vừa vừa thôi. Cái gì mà cho quá đáng là nó chê chán. Ăn cũng vậy mà cái thứ gì cũng vậy. Hiểu không? Tự mà suy nghĩ nghe. Đúng không? Dù là vợ chồng đi chăng nữa, mà có những lúc khó khăn không có được. Không có được. Nè, cái gì khó lắm không có được. Thì tức khắc nó mê, nó theo hoài. Nhưng mà dễ quá. Nó dễ quá. Nó giết rồi nó chê chán. Như ăn cũng vậy. Bớ ra nguyên một dĩa chà bá gì. Mới đầu nó gấp mấy dĩa, mấy đũa thì ngon. Nó gấp một chút còn nhiều quá, cuối cùng nó đồ ăn này dở.
Thì có nhà hàng người ta bác, người ta có bao nhiêu đồ ăn đâu, chút xíu à, ăn mắt còn hơn gì. Mà mình ăn mình vừa nó công nhận cái nhà hàng này nghe, công nhận nó ngon thiệt. Vì coi vị vô nhà hàng một món đồ ăn nó dọn lên nó cho vị người cục nó lớn, rồi vị gấp vô chén vị ăn có cục nó lớn nó lên món thứ hai, nó là bảy món mà được có bảy cục này, quý vị nghĩ đi. Có những cái nó cũng đâu có được cục chắc chắn gì đâu. Thì coi một miếng thịt gì nó cắt mỏng thiệt mỏng, nó quẹo quẹo tới quẹo luôn, làm cái hình cuối cùng một chút tí tí mình bỏ vô miệng chút xíu mình nhai nó công nhận ngon thiệt. Tại sao? Vì trong chén còn thứ gì nữa đâu mà không ngon. Còn mình thì ở nhà mình làm cho một tô gì mà đem ra ăn đi anh, mới vô ngon ngon ăn chút, sao món ngày nay tôi thấy nó không được ngon, ngán quá à, ngon cái gì. Thấy không? Như tu cũng vậy, tu nhiều quá nói ngon hả, ngán thì sao ngon. Nên chùa mình cái thời khóa mình bây giờ khắp nơi nơi người ta tu là vì sao? Vì tu vừa sức thèm hoài, nghe không? Mà, giống như cái gương mặt mình đi, chồng nó hung hoài chứ nó không hung, mình năn nỉ nó hung nó cũng không muốn hung, hung giết chết. Còn mỗi lần hung nó ra chỗ khác đi không? Chùa. Nói bộ mặt chùa sao muốn hung hung. Thấy không? Vậy đó mà hung được cái mừng chết mù. Khó. Thấy không? Còn trước mặt bao nhiêu người mà mình thấy tự nghĩ là vợ cái gì, trước mặt bao nhiêu người cũng nắm tay vuốt ve rồi nựng được, nó thôi ông đừng, vợ chồng là chỗ nào ra chỗ nấy. Không phải là chỗ nào cũng gì kỳ cục quá. Làm gì chồng nó công nhận bà vợ mình không đơn giản. Như mình mà nó còn gì thì đố mà nó cho thằng nào. Đúng không? Nó càng trân quý mình hơn. Tuy là khó nhưng mà nó lại thích. Đúng không? Cái gì cũng vậy chứ. Thì từ đồ ăn cho đến tu hành với con người. Nó rang nè quý vị. Đúng không? Nên á. Vì thấy bảo pháp xác thực chưa? Quá xác thực luôn. Nghe gì mà không hành gì được là thú. Hiểu không? Còn mình bây giờ người ta sống với mình một thời gian, có con cái bây giờ người ta không có ngó ngàng đến mình thì thôi. Mình đi nài nỉ người ta làm chi vậy? Nài nỉ làm chi cho nó mệt tim, nó đã chán rồi. Có làm cách nào nó cũng chán. Nó đã chán rồi nghe, mà mình càng sơn môi sơn mặt, mình làm đủ cách, mình vì nó để mình làm. Cuối cùng nó nhìn nó ẹ tim nữa, thôi khỏi đi, đủ rồi, kệ ông, tôi cứ làm đúng vai trò tôi, sạch sẽ gọn ghẽ đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng, đúng vai trò làm vợ được rồi. Nó tùy ông vậy đó nghe, mà thấy thích á. Còn mình đi làm cho cố, mình tưởng đâu mình bày cái này bày kia để cho người ta thương, mình bày giết rồi như ông kệ, tự làm khổ mình tìm đến cái gì đâu, cái gì bà với thánh ông kẹ thiệt. Có cái bà đó, cái lỗ mũi của bà không được cao gì mấy, thấy không? Chồng bà nói lỗ mũi em không được cao gì mấy, câu vậy thôi, bà đi sửa lỗ mũi. Chàng ơi, bà sửa xong tháng sau lỗ mũi xanh lè, xanh lè xanh lét trên đây là bí bị. Chồng nói thôi tao cấp trước, tao còn nhìn lỗ mũi mày được, bây giờ tao nhìn tao sợ quá, tao không dám đụng lỗ mũi mày luôn, cái mũi mà tao sợ quá. Nó thấy chưa quý vị? Thôi vì giữ y nguyên đi, còn ai mà lỡ dính rồi thì thôi. Còn nếu như mà cái người mà nghe như Đức mà hiểu, đừng có bao giờ đi cắt nghe. Gọi là cắt con mắt, cắt lỗ mũi, cắt cái miệng luôn, đừng có đi cắt. Cái gì mà động đến mà chết cứng là đừng làm. Quý vị mà là người cực kỳ khôn luôn. Một là về xăm mình đừng nên đi xăm. Hai là cắt mắt, cắt mũi, cắt miệng đừng nên cắt. Độn này độn kia đừng độn. Khổ mình. Nó khổ mình. Mình làm cho người ta thương mình mà cuối cùng người ta lại không thương mình. Vì giết rồi mình không còn thật nữa, người ta không có thương mình. Rồi bản thân mình bị tác hại là bản thân mình bị ung thư, bệnh này bệnh kia. Hoặc là nó tức nó giọng cái là gớt cái cục cây đó ra chết mù. Thưa quý vị,
Nên từ nơi đó mình đừng có đi tạo cái hình bên ngoài để cho người ta thương nghe. Cái này là tôi khuyên những người tu, còn ai muốn làm thì làm kệ quý vị. Tại vì mình nhìn đã nhìn ra được cái tác dụng phụ cực kỳ lớn. Đừng có bao giờ làm cái gì mà bỏ cái giả vô người mình. Đã là giả thì mình ăn năn mình sẽ chịu cái khổ. Khổ là bản thân mình chịu. Nó thì mới đầu tiên nó coi được được, nó nạp tá lả âm binh. Nhưng mà cuối cùng rồi nó biết ra giả, bản thân mình cũng cuối cùng hiu hắt. Đơn coi mà thôi. Ghê thiệt. Giảng cái này quá ghê gớm ấy quý vị. Đó. Mình sao để y nguyên vậy sống khỏe re. Vì thấy những đứa có gì, cái gì giả không? Thật hết dân luôn. Miệng thật, mũi thật, mắt thật, ngực thật á. Có gì giả không? Ý tôi nói cái mô hình tôi thôi. Đâu có gì giả thật. Mà cũng được người ta thương. Chứ có ai mà chê trách gì đâu, đúng không? Quý vị cứ thật và sống cho tốt, sống cho vui đi là người ta thương mình. Quý vị sống vui, sống tốt, sống thật rồi những chỗ nào nó cần bổ sung tự nó bổ sung. Vì cơ thể quý vị nó có cơ quan làm việc, nó biết cái chỗ nó cần bổ sung thì nó sẽ điều chỉnh thằng vài thằng lính ở đó bổ sung. Thật sự mà nói, cái cơ thể chúng ta giống như là một cái cơ quan làm việc, hay là một đầu não của đất nước vậy. Cái nơi nào không ổn định thì người ta sẽ phái người đến đi điều chỉnh. Thì cơ thể chúng ta, nếu mà chúng ta thiện, từ cái đầu óc chúng ta tỉnh táo, vui vẻ, niệm Phật, an lạc, thì cơ thể chúng ta nó sẽ tự bổ sung những chỗ cần thiết phải bổ sung. Thấy chưa? Nó như hồi xưa mà một số cô lại đây, mấy bả nhìn thiếu thốn lắm. Nhưng mà bây giờ mới lại đây tu, mới có làm gì đâu, mà bây giờ nó bổ sung từ từ mấy bả được rồi đó. Tự niệm Phật mà được bổ sung, rồi lễ Phật nó bổ sung, hiểu không? Nó, như bà chuyện rồi bà cũng lớn tuổi mà nhìn quá trẻ chung nè, thấy chưa? Hiểu không? Bà cứ lo tu đi, tự nó bổ sung tốt cho mấy bà. Còn mấy nhỏ gái còn trẻ trẻ, lo niệm Phật hiếu với cha mẹ đi. Nó đẹp nết thì đẹp người. Đẹp nết đẹp người. Nói câu gì trước nay đó. Cái nết đẹp thì cái người mới đẹp. Còn cái người đẹp người mà xấu nết thì cũng không được cái gì. Đẹp người mà xấu nết là nó phá phước duyên, phước đức. Thì tướng xấu, ta nói lòng lành chuyển tướng thay tên. Có người mình có xấu, cái nào xấu mà mình lành, mình thiện đi, từ từ nó thay đổi tướng tá, từ từ nó thương mình, thích mình nè. Bây giờ mấy cô nghe xác thực chưa? Nó quá xác thực luôn mà. Mấy bà không có cần đi đâu mà làm cái gì chứ, mấy bà cứ lợi chùa niệm Phật, lễ Phật, rồi nghe nhà Đức giảng mỗi ngày, nó sẽ bổ sung cho mấy bà đầy đủ hết. Mấy bà mỗi ngày cười vui vẻ đi, nó bổ sung tất cả vitamin cho mấy bà luôn. Mấy bà thiếu thốn vitamin gì, nó sẽ bổ sung vitamin nấy cho mấy bà đó. Đừng có bao giờ nói lỡ bác sĩ nói rằng là cô phải ăn cái này kia, cô thiếu chắc này chắc nọ. Bác sĩ, tôi niệm Phật tôi vui là tất cả vitamin nó đều bổ sung hết chứ. Quý vị coi, có những người ta đâu phải thiếu tiền đâu, người ta giàu nhưng mà người ta buồn. Người ta sống trong biệt thự mà giống như bị cấm cung. Người ta đau khổ. Dù có ăn đồ nhiều nhưng mà người ta có được bổ sung vitamin gì đâu. Nhìn cái mặt người ta là biết thiếu vitamin rồi. Vì có cái người thiếu năng lượng mà nhìn. Mình gặp họ mình nói, dạ chào chị. Biết rồi, thiếu rồi. Thôi chị ơi, chị thiếu rồi. Thiếu gì, tôi thiếu cái gì? Chị thiếu niềm vui. Chị thiếu niềm vui nên chị thiếu luôn vitamin. Một nụ cười một 10 tháng thuốc bổ bị vui vẻ nè, quý vị sẽ đầy đủ chất tốt ở trong cơ thể phát triển. Thấy không? Con người mà vui vẻ
Họ có bệnh vì nhìn cũng không biết. Vì thấy những đức một tháng mấy nay nè, những đức cũng đang trả nợ nghiệp này chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Nó cái cổ giảng pháp mà ho đến mức không tưởng tượng được. Hồi nãy trước khi những đức qua đây, những đức giảng pháp nghe, ở trên những đức ho chảy nước mắt. Nó ho kinh khủng. Nó ho gì nó ho lạ lắm. Ho giống như ca cổ vậy. Ho gan ca cổ à. Ho gì đâu mà từ dưới bụng ho lên mà giống hệt ca cổ á. Vừa xong ho xong thì nó hỏi đủ chưa. Tới giờ đi giảng pháp rồi đã nghe đủ chưa. Nếu cần thiết thì làm luôn tăng nữa đi. Tại mình phải hợp đồng với nhau. Bây giờ tôi lúc rảnh thì cứ ho, nhưng mà lúc tôi giảng pháp thì phải để tôi giảng. Chúng ta là cùng sống trong một cái sự bình an. Bây giờ tôi mà không tồn tại, bạn có tồn tại không? Bây giờ mấy con dư khuẩn trong gần cổ như Đức hay là trong cơ thể như Đức nè, tao mà chết là mày cũng toi mạng. Mày muốn quậy phá hả? Cùng mà sống với nhau đi. Bây giờ tôi có dùng một loại thuốc gì để diệt cái vị không? Không. Vậy thì chúng ta cùng sống đi. Ở trong đó loại qua loại lợi chơi đi. Để cho tôi đặc biệt thì tôi với mọi người cùng sống. Tôi là có cái thằng như tôi có cái nhà. Cái vị đã vô nhà tôi chú ẩn mà quậy phá gì. Phải tôi bỏ thuốc này thuốc kia vô để diệt cái vị. Thì vị chơi tôi. Còn cái này tôi không dùng loại thuốc gì hết. Thấy không? Thì cái đó là chúng ta sống trong một cái thế giới đại đồng hòa thuận. Thấy không? Nghe thấy nhà Đức lên giảng nãy giờ đâu có ho đâu vậy. Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Nó từ nơi đó mình đã trả nợ thì mình phải trả. Vui trả. Vài bữa hết à. Yên tâm. Tôi mà đi nấu ăn mai mốt tôi khỏe cho mà thấy. Ai mà lợi chùa mà lãng quạo tôi nắm tay tôi liền. Tại vì sao? Nấu ăn xong đổ mồ hôi ráo khỏe. Thường á, ít đổ mồ hôi quá. Mà quý vị thấy sắc diện như Đức cũng đã khỏe rồi đó nghe. Tại cái tâm á, tâm vui, tướng khỏe. Mặt mày nó khỏe quý vị. Đâu có xanh xao vàng giọt như người ta đâu. Còn những Đức mà nói mặt mày mà xanh xao sao lên giảng cừ được. Không lẽ xanh xao vàng giọt lên à, cừ vui á, à, vui, vui quá, vui, vui, vui gì. Không có biết năng lượng mà vui. Dạ mà người ta vui là do có năng lượng đó quý vị. Đó. Nên mấy cô đi tu. Cái khăn này tặng mấy cô phải đơn giản nha. Giờ ở đây ai chưa có khăn đưa tay coi. Chưa có khăn luôn. Thôi dịp khác tặng. Thật sự thích cái khăn này cho bị đeo nè. Bây giờ trước nhất sẽ đặt 5,000 cái khăn. Thấy không? Từ đây cho đến 3 tuần sau nhất định sẽ có một từng ngày chủ nhật tặng khăn. Còn nếu mà về không kịp thì cái này không dám nói tới nha. Nhưng mà thường đặt là có đó. Thời gian gì có. Nếu mà không kịp thì cái này là chịu thua. Tại nó làm không kịp. Mình đặt sẽ đặt 5,000 cái khăn nghe không. Không, cái khăn này mấy cô đeo đẹp nghe. Cái khăn này đeo đẹp nè. Đẹp hơn cái khăn sau này tặng các cụ. Nó đỏ quá. Cái khăn này mát nè. Đúng không? Sáng nữa khăn này đeo đẹp. Thấy ai đeo cũng đẹp chứ nha. Mấy cô gì mấy cô đeo cái khăn này nghe. Mấy cô nhớ nha. Mấy cô đeo cái khăn này là nhắc nhở mấy cô niệm Phật. Nhắc nhở thầy tặng mình cái khăn này. Nào. Nên bây giờ xã hội nó ưa cảm xúc ho hen. Đi đâu quắn cái khăn. Mà khi mấy cô đeo cái khăn này nhìn mấy cô cũng quý phái nha. Đẹp á. Đẹp mà. Đúng không? Thì thôi chắc là chủ nhật mình chuẩn bị 5,000 cái chắc được quá. Nhưng mà bây giờ anh ta không biết là trong 3 tuần chủ nhật không biết tuần nào. Nếu mình nói tuần cố định là coi chừng thiếu. Bây giờ nhiều bạn xuất hiện. Lỡ tu không lỡ tu gì cũng xuất hiện. Hôm qua ngày 14 kéo lỡ ào ào. Lỡ nói thầy á thầy nghe đồn thầy cho gạo. Tôi nói tôi chưa có từng đồn cái gì luôn. Tôi đâu có đồn cái gì đâu chè. Cấp Tết thì tôi làm nhiều việc lắm mà tôi chưa có đồn gì hết trơn á nghe. Thôi Nam Mô Di Đà Phật. Không có đồn đâu.
Tôi nói là tôi nói thiệt cái tôi đâu có đồn. Vô ăn cơm đi, đi về đi. Kéo lại quá trời đông. Nói đồn. Gặp mà mình đưa hai ba bao đồn cái kiểu đó chắc kéo lại một sớm. Nghe không? Nguy hiểm. Thấy, thấy chưa? Cuộc sống bây giờ nguy hiểm quý vị ơi. Nghe không? Mong quý vị nhà Đức cứ nhắc hoài đừng có buồn ai để trong tâm mới bị làm đi quý vị. Chúng ta nguyện giảng sanh cực lạc vậy ơi. Rồi chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.